Thưa quý vị và các bạn, để đấu tranh với những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp, giữ vững tư tưởng chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu cần được xác lập một cách thực sự vững vàng trong từng chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hành có tiêu đề Giữ vững tư tưởng chính trị nhằm đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các thế lực phản động vẫn ra giả, đòi đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu con đường đã chọn, vì chúng cho rằng đó là con đường sai lầm dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt. Chúng ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử, rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng cố tình xuyên tạc chủ nghĩa xã hội mà các mác đã nêu ra, chỉ là một lý tưởng một chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Hơn thế, chúng còn chỉ dạy đảng ta cần phải đi theo con đường khác, theo mô hình xã hội dân chủ, thực hiện chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập những luận điệu đó được nhắc đi nhắc lại với cách lèo lái khác nhau khi trắng trợn lúc tinh vi khi rầm rộ lúc lặng lẽ âm thầm lúc thì mượn mồm của những người biến chất trở cờ sám hối khi thì thô lỗ nhân danh khoác áo những nhà chính trị sặc mùi tư sản phản động khẳng định sự ưu việt của xã hội tư bản khi việt nam tiến hành công cuộc đổi mới chúng tuyên truyền kích động phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho rằng kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội như lửa với nước không thể đồng hành phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước đòi tư nhân hóa đất đai tuy giọng điệu cung bậc khác nhau song chung một kiểu mưa dầm thấm lâu được tung lên không gian mạng trên internet rội vào nước ta hòng làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi bi quan dao động suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi mỗi công dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng, phải kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường đúng đắn mà chính lịch sử dân tộc và toàn thể nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng thuận lựa chọn từ những năm 20-30 của thế kỷ trước. Sự thay thế của hình thái kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa đối với hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa là sự tiếp nối tất yếu trong dòng chảy phát triển của sự thay thế chế độ xã hội tiến bộ hơn đối với chế độ xã hội lỗi thời lạc hậu vấn đề này đã được khẳng định bằng chính quá trình phát triển của lịch sử nhân loại đi từ thấp đến cao từ đơn giản đến hoàn thiện từ chế độ công xã nguyên thủy đến cộng sản chủ nghĩa đó là quy luật của sự phát triển nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin cũng đã chỉ ra rằng, xét đến cùng, xã hội sau muốn chiến thắng xã hội trước, trước hết phải bằng năng suất lao động của nó. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp. Nay chúng ta đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thực tế năng suất lao động, tức là trình độ của lực lượng sản xuất, còn thấp hơn nhiều nước tư bản chủ nghĩa, nhất là các nước tư bản phát triển. Vậy khi nào có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Điều đó tùy thuộc vào sự đồng thuận, dốc sức, dốc lòng của toàn đảng, toàn dân, đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, cùng với quan hệ sản xuất ngày càng ưu việt mà chúng ta đang quyết tâm triển khai đồng bộ. Thực tiễn suốt tiến trình cách mạng Việt Nam 88 năm qua, dưới ngọn cờ của đảng, đã và đang minh chứng cho sự lựa chọn con đường đúng đắn này và cho sự thắng lợi của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và thời đại, thể hiện rõ khát vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam, dân tộc độc lập, nhân dân sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc. chủ nghĩa mark lenin là hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học do các mark và engel xây dựng lenin bảo vệ và phát triển chủ tịch hồ chí minh vận dụng sáng tạo phát triển trong điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu được hình thành và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại là thế giới quan phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người. Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, kinh tế chính trị Mark Lenin, chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời phát triển của phương thức sản xuất mới, phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mark Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc các vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mark Lenin, như học thuyết hình thái kinh tế xã hội, thời đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thẳng dư. Chúng tuyên truyền xuyên tạc bóp méo sự thật công cuộc đổi mới ở Việt Nam nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mark Lenin, phát tán tài liệu, ấn phẩm, xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của người. Đó là logic tất yếu của các thế lực phản động, kẻ xấu thuộc về thế lực có tư tưởng chính trị đối lập với tư tưởng chính trị, xã hội chủ nghĩa. Dương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu dương cao ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Vì thế, muốn xây dựng một xã hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam, thì chỉ có thể đạt đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đảng phải lấy chủ nghĩa Mark Lenin làm cốt lõi. Bảo vệ sự trong sáng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các thế lực phản động đòi hỏi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng luận điệu từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ. Chúng lập luận rằng do vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam nên song song với những công trạng họ lập được, Đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên hậu quả thảm khốc cho cả nước. Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả năng quản trị đất nước thể chế độc đảng toàn trị nên xã hội không có tự do dân chủ. Chúng lấy quan điểm dân chủ nhân quyền tư sản để đồng nhất dân chủ với đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhà nước pháp quyền với thiết chế tam quyền phân lập, nhân quyền với tuyệt đối hóa quyền của cá nhân, rồi vu cáo Đảng ta là độc tài độc đoán, mất dân chủ. Chúng lý sự rằng chế độ một đảng lãnh đạo cầm quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền, việc đảng nắm quyền lãnh đạo đất nước là một hành vi tiếm quyền chiếm đoạt thành quả của nhân dân, đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên chấp nhận đối lập. Cùng với đó, ở trong nước, một số kẻ nhân danh tâm nguyện vì nước, vì dân đưa yêu cầu, thực chất là yêu sách, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vị thế lãnh đạo, phải thay đổi cương lĩnh xây dựng đất nước, phải chuyển đổi thể chế chính trị. Và cuối cùng, chúng khẳng định rằng Đảng không được sự ủng hộ của nhân dân nên Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo đất nước rõ ràng dù được ngụy trang bằng những mỹ từ nào đi chăng nữa bản chất và mục đích thật sự của những luận điệu đó đều phục vụ âm mưu của các thế lực phản động cơ hội chính trị nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thực hiện đa nguyên chính trị về phương diện lý luận vấn đề đảng cộng sản cầm quyền trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa bắc lenin suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối khẳng định sự cần thiết và vai trò tiên quyết của nhân tố đảng lãnh đạo và đảng cầm quyền. Về phương diện thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức và hoạt động chặt chẽ theo tư tưởng nguyên tắc của chủ nghĩa Mạc Lê tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong hơn 30 năm qua, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế buông lỏng hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là phạm sai lầm từ nguyên tắc là thủ tiêu sức mạnh của nhà nước và hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội nổi dậy cướp chính quyền. Vấn đề cơ bản quan trọng lúc này là phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, không ngừng đổi mới chỉnh đốn bảo vệ Đảng để Đảng luôn có đủ uy tín chính trị và khả năng hoàn thành nhiệm vụ do lịch sử giao phó. Đại hội 12 của Đảng đã xác định cụ thể kiên định chủ nghĩa Lê Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đó vừa là sự kiên định lập trường chính trị đúng đắn, vừa biện chứng khách quan khoa học, tư tưởng chính trị của chúng ta hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội có sự giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mạc Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thì không chỉ mỗi người mà toàn xã hội sẽ có tư tưởng chính trị vững vàng, tự ý thức trong việc nâng cao khả năng tự bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của tư tưởng ngoại lai, đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch. Đại hội 12 của Đảng cũng đã chỉ rõ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Marx-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch đẩy mạnh diễn biến hòa bình, chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng chính trị. Do vậy, đấu tranh chống diễn biến hòa bình nói chung và chống các quan điểm sai trái thù địch nói riêng Trước hết phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị. Lập trường chính trị của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta mà chủ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả của nó là nhân dân chứ nhất thiết không thuộc về một nhóm xã hội nào khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài giữ vững tư tưởng chính trị nhằm đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành bài đăng trên tạp chí Cộng sản chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau